Thưa quý vị, nhằm đảm bảo cho tiến độ xây dựng cầu Phong Châu mới theo chỉ đạo của Chính phủ, mới đây Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ đã lên phương án phá dỡ các nhịp trụ còn lại của cầu Phong Châu bị sập. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ sẽ huy động nhiều phương tiện như máy xúc, búa phá thủy lực, hải cầu 160 tấn và máy cầm tay chuyên dụng để thực hiện phá dỡ. Dự kiến công tác này sẽ kéo dài khoảng 45 ngày, từ khi bắt đầu đến khi hoàn trả mặt bằng và nghiệm thu. Kinh phí thực hiện ước tính khoảng 8,5 tỷ đồng.